đề lo công chia thó và chữ u a kê thó và chữ phong mâu trao trong khi và chữ kê chữ si do tao nó và chữ lũ chùa thó và chữ khi chia cho nên ta to rô to bao giờ tu chữ si cho lo thó còn ăn cho tao tê kê xa lo chân chọn cho khó chế thọ có cho mình ua và chữ sai chế tao chúa tu mê nhỏ ya nhanh tờ thọ có nên tao chạy và chữ sơ lưu lo yu chọn chú bí chí chanh khí gì thọ có nên tư xeo tờ phái chạy chỉ thơ xa tán tê lưu chìa đa chỉ cho nên quá thể lưu đầy phần chi